cũng như là bạn bè quan tâm. Thì học sinh lúc nào cũng muốn được một lần đặt chân đến Mỹ, một đất nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới, nhưng làm sao để có thể là qua được cánh cửa của đại sứ quán để có một cái tấm vé visa để đặt chân đến Mỹ đây? Thì Tương Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch, chuyên làm hồ sơ du học Mỹ, thì năm 2013 này là năm Tương Đại Dương đã phát triển thêm hệ thống mạng lưới, đó là phát triển thêm văn phòng ở quận 5 và mới đây có thêm văn phòng ở Singapore và ở Mỹ để hỗ trợ học sinh tốt hơn trong quá trình học tập. Thì hôm nay Tương Đại Dương xin giới thiệu với các bạn là chọn ngành học tại trường Grand Valley Community College. Thì Tương Đại Dương xin giới thiệu chi tiết về trường này để các bạn tham khảo, đó là trường được thành lập vào năm 1967. Thì Grand Valley Community College là trường cao đẳng cộng đồng được tiểu bang công nhận với đầy đủ các cái chương trình giáo dục và là trường cao đẳng cộng đồng lớn thứ nhì trong tiểu bang Illinois với hơn 17.000 sinh viên trong nước và hơn 300 du học sinh quốc tế đến từ 50 quốc gia theo học. Thì toàn bộ khuôn viên nằm trong vùng ngoại ô xanh mát và yên tĩnh, mang đến cho sinh viên quốc tế một môi trường tuyệt vời để tập trung theo học và cơ hội trải nghiệm với cái nền thương mại, văn hóa, học vấn và giải trí tại trung tâm thành phố Chicago. Thì Grand Valley mang đến cho sinh viên những cái chương trình học thuật toàn diện, chương trình liên thông đại học và chương trình đào tạo nghề, nhằm cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội để bắt đầu với hàng trăm nghề nghiệp và chuyên ngành học tập. Thì các cái ngành mà học tại trường đó là kinh doanh và quản trị, sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, cơ khí và công nghệ, tài chính, mỹ thuật, tâm lý học, y khoa hay là được nhân văn và rất là nhiều chuyên ngành khác. Thì các bạn có thể truy cập website tên đại diện .edu.vn để tham khảo. Thì ngoài ra còn có cái chương trình dạy nghề, đó là kinh doanh du lịch, chăm sóc trẻ em hoặc hình máy tính, thêm nữa là nghệ thuật đồ họa, quản trị nhà hàng và khách sạn và nhiều lĩnh vực về máy tính. Thì kinh doanh và khoa học về sức khỏe, cái chương trình Anh ngữ chuyên sâu thì chương trình sẽ dành cho các bậc sinh viên và bắt nghiệp để mà chuyển tiếp vào cái chương trình cử nhân chứng chỉ tiếng Anh. Và những cái lợi thế của trường cao đẳng Grand Valley đó là cao đẳng cộng đồng là một lựa chọn của đại đa số học sinh nhằm tiết kiệm học phí khi học tập tại Mỹ, và hơn 50% học sinh Mỹ chọn học tại trường cao đẳng cộng đồng vì đó là học phí thấp, lớp học nhỏ, giảng viên tận tâm trong quá trình giảng dạy và giúp cho sinh viên đạt kết quả tốt, trung tâm phụ đạo cho sinh viên, không cần TOEIC, giúp thuận lợi cho du học sinh Việt Nam thi trắc nghiệm sắp xếp khi mà vừa đến trường. Thì ba trình độ học vấn như là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, luyện phát âm, ngữ pháp, viết và đọc. Khi mà học sinh được ghi danh nhập học thẳng vào chương trình cử nhân thì chi phí và lệ phí thì một năm học Tương Đại Dương sẽ ước tính cho các bạn đó là khoảng gần là 7.500 đô Mỹ, ăn ở là khoảng hơn 6.000 đô Mỹ, sách và vật dụng thì khoảng 1.600 đô Mỹ và về bảo hiểm sức khỏe là khoảng gần 1.000 đô Mỹ và chi phí sinh hoạt cả năm thì khoảng 1.800. Thì tính ra tổng cộng một năm học của các bạn, tất cả các chi phí thì Tương Đại Dương ước tính cho các bạn là khoảng 8.000 USD. Thì điều kiện nhập học và kỳ khai giảng của trường khó hay không? Thì trường chỉ có yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, không yêu cầu TOEIC, IELTS, điểm sát hay là ACT. Thì kỳ khai giảng với các cái kỳ nhập học là vào tháng 1, tháng 6 và tháng 8. Thì để chi tiết hơn về trường, các bạn hãy truy cập ngay website tuendaiduong.edu.vn hoặc liên hệ các cái văn phòng của Tương Đại Dương là quận nhất là 148 sản phẩm trường Quang Hải, phường Tân Định quận nhất, hay là quận 5, 902 trường Hưng Đạo, phường 7 quận 5.